Đây có lẽ là bộ phim đỉnh nhất trên thế giới, do Coppola đạo diễn. Sau khi xem 10 lần, có thể rút ra kết luận, khẳng định rằng nên bỏ chữ có lẽ, bởi vì đây đúng là bộ phim đỉnh nhất thế giới. Không cần phải bàn, bộ phim công chiếu năm 1972 này chắc chắn xứng đáng là đỉnh cao trong phim điện ảnh xã hội đen, ghi chép lại sự lớn mạnh của băng đảng của ông trùm mafia và sự trưởng thành của những chàng trai. Lời thoại trong phim đã trở thành câu danh ngôn bất hủ lưu truyền khắp thế giới. Rốt cuộc bộ phim kinh điển này nói về gì? Bộ phim mang tên The Godfather. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bộ phim chính thức bắt đầu. Đây chính là cảnh quay kinh điển nhất trong lịch sử điện ảnh. Trong phòng làm việc tối tăm, bố già băng đảng mafia Vito Corleone đang răn dạy một con mèo. Còn bên ngoài ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, hôm nay là ngày cô con gái Connie của ông kết hôn. Tất cả các nhân vật nổi tiếng đều đến đây chúc mừng. Ngay cả minh tinh Johnny cũng tới. Điều này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Các cô gái vây quanh anh xin được chụp ảnh cùng Michael, con trai út của Vito Corleone. Nhìn thấy cảnh này chỉ biết cười trừ. Bạn gái anh ngồi bên cạnh liền hỏi, gia đình anh mời được cả Johnny, thật lợi hại. Michael nói, Johnny chính là con đỡ đầu của bố anh, nếu anh ta không đồng ý đến đây, một khẩu súng sẽ chĩa vào đầu anh ta. Ngay giây tiếp theo, đầu của anh ta sẽ nổ tung. Cô bạn gái có chút khó hiểu. Michael liền nói, yên tâm, đó là bố của anh, không phải là anh. Johnny quả thực là do bố già mời đến. Lúc này anh ta đang ở trong phòng làm việc, than vãn với bố già. Vai diễn của anh đã bị đổi, và bộ phim đó rõ ràng là được dựng riêng cho anh ta. Vốn dĩ đã thương lượng rằng anh ta được diễn vai chính, nhưng giờ ông chủ hãng phim lại không đồng ý. Nghe xong, bố già nói Johnny hãy yên tâm, chuyện này ông sẽ sắp xếp ổn thỏa. Sau đó, bố già lập tức phái Hagen tới California để thương lượng. Sau khi đến đây, ông chủ hãng phim Wow đã tiếp đón anh rất nhiệt tình. Ông ta còn khoe khoang, mình có một ngựa quý đáng giá vài trăm nghìn đô la Mỹ. Nhưng Wow tuyệt đối không thể để Johnny đóng bộ phim này, tuyệt đối không. Kết quả là, sáng sớm ngày hôm sau, ông chủ Wow cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở sau lưng. Đây chính là món quà mà Hagen gửi tới, chiếc đầu của con ngựa mà ông ta yêu quý. Ông chủ Wow lập tức đồng ý để Johnny đóng vai chính trong bộ phim của mình. Tập kích phải bất ngờ như thế này để đối phương không kịp đề phòng. Sau khi giải quyết xong chuyện này, bố già nhanh chóng điều Hagen trở về. Tay buôn ma túy Virgil Solozzo đã tìm tới ông. Hắn muốn mở rộng kinh doanh sang Mỹ. Tataya là gia tộc đứng đầu năm băng đảng mafia lớn. Đối với họ, việc hợp tác với bố già vô cùng quan trọng. Mặc dù bố già hay làm những phi vụ kinh doanh nhỏ bất hợp pháp, nhưng đó là vì bảo vệ những người dân yếu đuối. Ông được gọi là thần bảo hộ của nhân dân. Bố già làm việc gì cũng có một nguyên tắc, đó là tuyệt đối không buôn bán ma túy làm hại người khác. Thế nên bố già đã lịch sự từ chối lời đề nghị của Virgil. Virgil vô cùng tức giận, phái người giết chết bố già. Lúc này, bố già bị ám sát, Hagen bị bắt cóc. Virgil tẩy não Hagen và nói rằng bố già đã chết rồi, anh chỉ cần thuyết phục con trai cả của bố già hợp tác với ông thì ông sẽ đảm bảo tính mạng cho anh. Nhưng Virgil đã sai. Mặc dù bố già trúng đạn, nhưng ông chưa chết. Khi con trai út Michael của ông đến bệnh viện thăm bố, vô tình trở thành mục tiêu ám sát thứ hai của Virgil. Anh phát hiện vệ sĩ của bố mình đã bị Virgil mua chuộc. Ngay cả cảnh sát trưởng cũng vậy. Gia tộc Tataya quyết định sẽ trả thù bố già. Việc đầu tiên cần xử lý chính là mua chuộc những tên vệ sĩ của bố già. Sau hai lần ám sát bất thành, Virgil đề nghị hai bên đàm phán. Bố già có ba người con trai. Con trai cả vô cùng háo sắc, con trai thứ hai thì nhát gan, còn con trai út Michael thì vừa từ chiến trường trở về, nên chưa có kinh nghiệm, cũng không có hứng thú với cơ nghiệp của gia tộc. Thế nên Virgil nhằm vào Michael, gọi anh đến thương lượng. Không ngờ rằng Michael đã có suy tính từ trước. Anh đã nghe ngóng trước địa điểm đàm phán, và bởi không thể mang theo súng, nên anh đã giấu nó đằng sau bồn cầu. Trong lúc đàm phán, lấy cớ vào nhà vệ sinh. Sau khi lấy được súng, nhanh chóng chớp lấy thời cơ, bắn chết Virgil và cảnh sát trưởng. Sự việc này đã gây ra một cơn chấn động mạnh. Để tránh bị bắt, Michael chỉ có thể trốn đến đảo Sicilia. Mặc dù Virgil đã chết, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ngoài gia tộc Tataya còn có 4 gia tộc khác nữa. Bọn họ đều có hứng thú với việc buôn bán ma túy. Nhưng nếu bố già không hợp tác, thì bọn họ cũng không có cách nào kiếm được một mớ tiền lớn. Vì vậy, họ đã mở ra một cuộc tấn công mới. Bố già bị thương nặng, chỉ có con trai cả đứng ra chống đỡ. Ngày hôm đó, cô em gái Connie nói với anh trai cả việc mình bị người chồng Carlo đánh đập. Vì quá thương em gái, anh lập tức lên đường
đến nhà của Carlo, tìm hắn ta tính sổ. Hagen không kịp ngăn cản. Đến khi Hagen đến, thì đã thấy cậu con trai cả đã bị đánh một trận tơi bời. Carlo đã hợp tác với 4 gia tộc còn lại, giết chết con trai cả của bố già. Michael đang ở Sicilia, con trai thứ hai thì yếu đuối vô dụng. Con trai cả được trọng dụng nhất thì lại bị giết chết. Bố già không còn cách nào, đành gọi Michael về tiếp quản gia tộc. Trước đó, bố già đã tham gia cuộc họp của các đại biểu băng đảng mafia toàn quốc. Ông khẳng định rằng, dù có làm mafia thì cũng phải có giới hạn của mình. Việc gì nên làm thì làm, không nên làm thì thôi. Tất cả đều phải theo quy tắc. Nhưng hiện giờ tình hình đã thay đổi. 4 gia tộc còn lại đã hợp sức với nhau, chống lại gia tộc của ông. Bọn họ cho rằng, không có việc gì là không thể làm. Bọn họ muốn làm gì thì sẽ làm chuyện đó. Thật ngang tàn, dưới áp lực của 4 gia tộc lớn, bố già tạm thời đồng ý cung cấp người cho họ. Nhưng bọn họ phải bảo đảm Michael có thể an toàn trở về nước. Ở Sicilia, Michael yêu và kết hôn với một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cứ tưởng rằng họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Nhưng bởi sự truy sát của băng đảng mafia, vợ anh đã chết trong một vụ đánh bom. Thế nên khi bố già gọi anh về tiếp quản gia tộc, anh lập tức đồng ý. Hiện giờ, Michael không còn là một chàng trai trẻ ngông cuồng nữa. Anh trở thành người đứng đầu của cả gia tộc, gánh vác trọng trách. Thế lực của băng đảng lúc này đã có sự thay đổi. Nhưng gia tộc khác, dựa vào việc buôn bán ma túy, đã thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Gia tộc anh đã bị lật đổ, khó có thể đứng lên. Nhưng bố già đã sớm nhìn ra điều này. Ông bắt đầu lấy những vụ làm ăn phi pháp của gia tộc mình hợp pháp hóa. Nhờ vậy sự nghiệp của gia tộc ông chuyển biến tích cực. Michael kết hôn với người bạn gái đầu tiên. Hai người sinh ra một cậu bé kháu khỉnh. Hôm đó, bố già đang chơi đùa vui vẻ với cháu nội thì lên cơn đau tim. Ông trùm mafia một thời đã ra đi bình yên như thế này đây. Trong tang lễ của bố già, gương mặt của Michael vô cùng bình thản, nhìn từng đoàn người đến tang lễ. Đúng thật là đám đạo đức giả. Sau khi bố già mất, Michael trở thành bố già mới. Nhân danh này, anh bắt đầu báo thù. Anh bắt chết thủ lĩnh của 4 gia tộc còn lại, sau đó đến tìm Carlo. Nghe anh ta rảo biện, Carlo nói ra việc anh ta hợp tác với 4 gia tộc, giết chết anh trai cả của Michael. Anh ta cứ tưởng rằng Michael sẽ niệm tình anh ta là em rể mà tha cho lần này. Nhưng Michael không hề nể nang, giết chết anh ta. Sau khi em gái Connie biết chồng mình bị giết, liền quay trở về nhà, điên cuồng chất vấn Michael. Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn giết chết chồng cô? Vợ anh ngồi bên cạnh không thể tưởng tượng nổi, anh lại có thể thản nhiên sai người đưa em gái mình đi. Sau đó cô hỏi Michael, điều Connie nói đều là thật sao? Nhưng Michael lại lắc đầu và nói, không phải. Vợ anh như chút được gánh nặng ôm anh vào lòng. Sau đó cô quay người rót rượu cho anh. Đúng lúc này, cô nhìn thấy những người có địa vị trong gia tộc nói chuyện với anh. Tất cả đều cúi đầu chào Michael. Cánh cửa giữa cô và anh đang dần khép lại. Thời đại cũ đã qua đi, thời đại mới chỉ vừa bắt đầu. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này đã nói với chúng ta, Bố già không chỉ đơn thuần là một bộ phim về thế giới mafia, mà nó còn đi sâu tìm hiểu về bản chất con người, gia đình, xã hội. Đây mới là bộ phim làm điên đảo người xem hết lần này đến lần khác. Được rồi, nhớ theo dõi kênh của mình nhé. Tạm biệt mọi người.